thứ nhất là không gian, thứ hai là cái vấn đề pháp lý nó rõ ràng. Ở đây là cơ sở pháp lý là tôi thấy là rõ ràng nhất á. Cái thứ hai là cái giá thì cũng phù hợp. Nhưng mà nếu mà cái chính sách mà về mà công ty á mà tạo điều kiện cho người ta thì chú nghĩ ở đây chắc có lẽ là thành công lớn. Theo chú nghĩ là như vậy.